hàng trăm tội phạm tình dục trẻ em bị kết án và tình nghi đã bị theo dõi tại các sân bay của Úc khi họ ra nước ngoài, bao gồm cả những quốc gia được biết đến là mục tiêu của những kẻ xâm hại trẻ em. Các nhà chức trách đã theo dõi chặt chẽ kế hoạch đi lại của khoảng 700 người trong năm tài chính vừa qua, trong đó gần một nửa trong số đó tự động kích hoạt cảnh báo từ Interpol và cơ quan thực thi pháp luật ở các quốc gia khác. Úc là quốc gia có số lượng thông báo xanh của Interpol cao thứ 3 trên thế giới với 94% liên quan đến tội phạm xâm hại tình dục trẻ em và số còn lại liên quan đến những người bị kết án về các tội nghiêm trọng. Trợ lý Ủy viên Cảnh sát Liên bang Úc AFP David McLean cho biết, các đối tác ở nước ngoài đã nỗ lực đáng kể để ngăn chặn trẻ em rơi vào những tình huống khủng khiếp, nhưng tất cả những công sức đó có thể bị phá hỏng bởi những kẻ săn mồi tương đối giàu có ở Úc trả tiền để lạm dụng trẻ em. AFP cam kết hợp tác với các đối tác khu vực thông qua Interpol để chống lại tình trạng lạm dụng trẻ em ở bất kỳ nơi nào trên thế giới bằng mọi biện pháp mà chúng tôi có. Những người Úc nằm trong hệ thống quốc gia về tội phạm trẻ em cần phải xin phép để ra nước ngoài và bị theo dõi chặt chẽ tại các sân bay quốc tế. Thông tin chi tiết của họ sẽ được chuyển đến các quốc gia là mục tiêu của những kẻ xâm hại trẻ em và các quốc gia khác muốn cập nhật thông tin về nơi ở của họ.